Tháng 9 năm thứ 6, theo lịch thượng nguyên, sao băng xuất hiện ở hướng Tây Nam, sao đỏ như máu. Sao băng rơi xuống đất gây ra cháy rừng suốt mấy ngày liền. Đường Môn tìm được vật từ trên trời rơi xuống này. Từ khi vật này xuất hiện trên đời, có thể biết được ai thiện ai ác. Đường Môn theo đó mà diệt kẻ ác, giữ gìn thái bình cho thiên hạ. Người đời chỉ biết Đường Môn có cỗ máy nhìn thấu thiên cơ, tên là Động Thiên Nghi, mà không biết Động Thiên Nghi dùng sao băng làm lõi. Đường Môn gọi nó là mắt âm dương. Từ Hà Đồ, Đường Sơn, Đường Chủ, Đường Môn, Nghi Đường. Tìm hắn ta. Đường Thi, Đường Môn, Nghi Đường. Kẻ ác từ Hà Đồ, người Dương Hàn, sinh tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn, một mình sống ở Kinh Đô. Kẻ này bạo ngược vô đạo, tính ưa phô trương, ham mê nữ sắc, thường gọi người đẹp vào phủ. Kẻ ác võ nghệ thấp kém, mà chức vị cao sang, nên phái phường hát kịch ngấm ngầm trà trộn vào trong phủ, chờ thời cơ giết hắn. Thuộc trung Đường Môn, hành hiệp thế gian, tru ác hộ đạo, thụ mệnh ư thiên. Đường chủ Quyển Đường, Đường Phi nghe lệnh, lệnh cho ngươi lập tức phái người trà trộn vào tù phủ, ám sát kẻ ác từ Hà Đồ. Phường rối bóng, thông tin mục tiêu đã ghi tường tận trong thư. Sau khi ám sát thành công, lập tức báo cho Tư Mệnh Phường, không được chậm trễ. Đường Phi, Đường chủ, Đường Môn, Huyễn Đường. Đi đi. Từ Hà Đồ. Lại đây nào. Đi đi. Ngày mau lại đây. Người đẹp. Đến bắt thiếp đi. Đến đây nào.
Thì ra là ngươi. Đường môn, mỹ nhân giang hồ. Mới chưa đầy một tháng, đường môn ta đã liên tiếp mất ba mạng người. Bật lệnh diệt ác đều do bộ câu truyền đi, không lộ dấu vết. Xem ra đầu người này là quà người trong nhà gửi đến. Ý người là Đường Như Ý. Ngoài cô ta ra còn ai nữa? Tư Mệnh Phường suy luận mấy tháng trời lại khép tội danh cho một người đã chết. Như vậy liệu có vội vàng quá không? Đường Vô Yên, trưởng môn Đường Môn. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Trưởng môn, từ vết thương của nạn nhân có thể là bị ô đường liên, một loại ám khí của đường môn ta làm bị thương. Chủ nhân của nó chính là đường chủ ấm đường Đường Như Ý, cái đã phản bội rời bỏ đường môn chúng ta. Hài cốt của cô ta đến giờ vẫn chưa thấy, hoặc có thể cô ta vẫn chưa chết. Hài cốt chưa thấy thì là chưa chết. Vậy tại sao cha mẹ ta ngươi lại nói chắc chắn rằng họ đã chết rồi chứ? Lệnh tôn, lệnh đường quả thật đã mất trong quả quạng. Nếu trưởng môn không tin thuộc hạ, ngươi cũng nên tin sư muội Đường Phi. Bao năm nay quấy coi người như là cốt nhục, chắc chắn không lừa dối người. Tiểu sư thúc đương nhiên là không lừa ta. Người vẫn luôn khuyên bảo Vô Yên là đệ tử đường môn, võ công tu di giới luật thanh quy, cả hai đều không thể thiếu. Nhưng bây giờ Tư Mệnh Phường các ngươi làm việc yếu kém, liên tiếp tổn hại ba mạng người của đường môn ta. Theo môn quy của bản môn phải xử phạt thế nào đây? Trưởng môn, xin người hãy nghĩ lại. Theo môn quy của bản môn, người làm việc yếu kém phải phạt 50 trượng. Được, vậy thì bắt đầu thôi. Bản đồ đường môn, Thiên Mệnh Phường, Tư Mệnh Phường, Mắt Âm Dương. Đạo môn sở thần. Da cô trơn thật đấy, cô cũng có kém đâu. Ôi, ngâm thêm một lát nữa đi. Thơm thật đấy. Cô ngửi cái này xem, cô thấy nóng không? Đây là hương hoa. Đúng, dễ ngửi thật đó. Trắng thật. Ghét quá đi mất. Ôi, từ từ, từ từ thôi. Cô làm gì thế? Ghét quá, nghịch ngợm quá đi. Được rồi. Ôi, được rồi mà. Kỳ lưng một tiếng đi đi. Được. Đừng nghịch nữa mà. Cô xem trên lưng cô. Cái gì cơ? Có cánh hoa nè. Là quấy làm đấy, lấy thêm ít cánh hoa nữa. Này này, tôi cũng muốn cho cô này. Các vị tổ tông đạo môn ở trên, đường môn này quả là giỏi giấu tài. Ai
làm việc yếu kém phải trừng phạt không tha. Nếu ai thương tình nhẹ tay cũng phải chịu trừng phạt như thế. Chưởng môn đúng là tư chất thông minh, là lựa chọn có 102 của đường môn Vô Tâm Quyết. Ngôi vị chưởng môn này ngoài người đâu còn ai. Đừng tưởng ta không biết, trong mắt các ngươi căn bản không có chưởng môn ta đây. Nhất là bà ta 19, 20, 21. Sư thúc Đường Sương lúc thường cũng hơi nghiêm khắc, chứ chẳng phải cũng là một lòng vì đường môn sao? 26, hơn nữa 27, người biết đấy, phụ nữ mà, lúc có tuổi rồi tính tình khó tránh sẽ. 29, 30. Nhìn gì mà nhìn, sao không đánh tiếp đi? Một cái cũng không được thiếu. 44, 45, 46. Chưởng môn, xảy ra chuyện rồi. 47, 48. Chưởng môn, cũng không liên quan gì tới ta, tiếp tục đánh cho ta. 49, là tên người đấy. Trên động thiên nghi là tên của người. Đường Vô Yên. Có nhầm không? Sao có thể là ta được? Cũng may không nhìn thấy. Đường Vô Yên, động thiên nghi này chỉ toàn là một số cỗ máy bánh răng, khó tránh lâu năm không sửa chữa nên bị trục trặc. Sư thúc, người nói phải không? Đúng thế. Giá lại, trên đời có bao người trùng tên? Đường Vô Yên này chắc chắn không phải chưởng môn. Đúng vậy. Giá lại, bộ dạng này của ta sao có thể giống kẻ ác được chứ? Phải không? Nhưng nếu đã như vậy, ta không làm việc các vị nữa. Mọi người cứ làm việc đi. Cứ làm việc đi. Chưởng môn đi cẩn thận nhé. Sư thúc, người định làm gì hả? Thục trung đường môn, hành hiệp thế gian, tru ác hộ đạo, thụ mệnh ư thiên, giết một người để cứu ngàn người trong thế gian. Lẽ nào các ngươi quên cả rồi hay sao? Khoan đã, lần sau sẽ tính sổ với các ngươi. Đường Thiên, lẽ nào ngươi cũng định làm phản rồi? Phản sao?
thuộc hạ diệt trừ sạch kẻ ác trên đời nên gia nhập Đường môn, nhưng chưa từng có ý làm phản. Trước đây vẫn vậy, và hôm nay cũng vậy. Giết! Phải như thế đâu. Bây giờ biết xin tha rồi hay sao? Muộn rồi. Xem ra vô tâm quyết này cũng vậy thôi, không chịu nổi một đòn. Nếu cô ta thực sự động thủ, một chữ vừa rồi người sớm đã mất mạng rồi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đạo môn. Ngã đau gần chết. Tài nghệ của ông thợ già này càng ngày càng chán. Lấy được rồi hả? Ông còn mặt mũi hỏi hả? Bên ngoài mắt âm dương đó còn có một lớp cửa khóa. Ông không nói sớm, tôi giận hết sức cũng không mở nổi. Việc này tôi không làm nữa đâu. Ông bảo họ tìm cao thủ khác đi. Cậu nói linh tinh gì thế hả? Là một thành viên của đạo môn. Cậu nói xem, như gặp trắc trở cậu liền bỏ cuộc. Tinh thần khế ước của cậu ở đâu? Ý thức phục vụ của cậu ở đâu? Cậu có nghĩ đến cảm nhận của khách thuê hay không? Bây giờ cậu buông cả hai tay, cậu không làm nữa, vậy họ phải làm sao? Họ đi đâu tìm đội nhóm chuyên nghiệp thế này? Cậu không làm, hai chúng ta đều phải húp không khí thôi. Ông già, ông bỏ trò đấy đi. Tôi nói cho ông biết, cửa bí mật không có chìa khóa thì mở kiểu gì? Chẳng lẽ chìa khóa lại từ trên trời rơi xuống à? Chúng ta thương lượng đã. Bạn của cậu hả? Không phải. Người cùng nghề. Trùng hợp quá. Ai đến cũng là khách thôi. Vẫn quy tắc cũ. Ông còn nhân tính hay không? Đồ của cô gái trẻ ông cũng trộm. Đây là đâu? Các ngươi là ai? Các ngươi đang làm gì thế hả? Chúng tôi
Chúng tôi là người tốt bụng đi ngang qua. Đâu? Sư phụ, làm sao đi? Đi xem thử, được ạ? Bỏ đây xuống. Dạ. Đặt ở đây. Đặt ở kia. Thế nào rồi? Bớt lời chuyện bao đồng đi. Đa tạ, đa tạ, đa tạ. Nào uống đi, uống đi. Nào nào uống đi, uống đi. Nào nào nào, rót cho huynh một bát. Tiểu muội lạc đường hả? Nào, ngồi vào chỗ huynh đây này. Ngay ra đó làm gì? Mau xông lên cho ta. Chạy mau, mau lên đi, mau đi, mau cứu ta với. Chạy mau, chạy mau, rút rút đi, mau đi, mau mau lên, mau lên, chạy mau, cứu ta với, cứu ta với, mau lên, mau lên. Chờ đã. Gì vậy sư phụ? Chiếc chìa khóa cửa bí mật của con hình dạng thế nào, kích thước ra sao? Đại loại là hình tròn lồi lõm như nhân hạch đào, kích thước khoảng 2 thốn. Vậy không đến nửa đốt. Đúng rồi, đúng rồi, đúng vậy đó. Sao người biết? Yên nhé. Nhìn thấy chưa? Con nhớ ra rồi sư phụ. Cháu ở nhà sắp khê rồi. Con về trước đi. Đứng lại. Hai người đấy. Đằng sau quay. Nữ hiệp, bọn ta chỉ bất cẩn đi ngang qua thôi. Các người có biết đường đến trấn Bạch Long không? Băng qua ngọn núi này rồi đi thêm 300 dặm nữa là đến nơi. Vậy thì hai người tiện đường không? Tiện đường thì đưa ta theo với. Ta không tiện đường lắm. Nếu cô nương đã mở lời thì chúng ta cũng không ngại làm cho cô mất hứng. Nhưng dẫn đường cũng cần ít lộ phí. Chiếc chìa khóa vàng của cô đẹp đó. Hay là không được? Đây là lệnh bài trưởng môn của đường môn ta, không thể cho các người được. Cô là trưởng môn đường môn. Đường môn Đường Vô Yên. Đây đây. Mau lên, mau lên. Thời cơ đến rồi. Xem ta đi. Sư
Sư phụ. Sư phụ, người vẫn ổn chứ? Sư phụ. Một con nhóc vắt mũi chưa sạch, ta không tin không trị được ngươi. Sư phụ, sư phụ, người còn đó không sư phụ? Dậy đi. Dậy đi chứ. Dậy đi. Ngươi, hai ngươi làm sao thế? Sao lại bị thương rồi? Để ta xem nào. Trước đây khi ta bị thương, chỉ cần ăn vài thứ là khỏi. Chúng ta cùng vào trấn ăn vài thứ nha. Sư phụ, đi thôi. Bên này. Chờ ta với. Chờ ta với. Cô nói xem, cô đường đường là trưởng môn đường môn mà chẳng có lấy một cái tùy tùng. Có chứ, chẳng phải có hai người sao? Cô còn chẳng biết tên chúng ta nữa là. Thì ta định hỏi đây. Sở Thần, Tiểu Mễ Lạc. Cô đến trấn Bạch Long làm gì? Đi tìm tiểu sư thúc của ta, để thúc ấy ra mặt cho ta. Tiệm đậu hũ. Xem ra chỉ còn cách dùng chiêu cuối thôi. Sư phụ, làm thế liệu có tàn nhẫn quá không? Tại cô ta ép ta. Đường trưởng môn, hôm nay trông cô hơi lạ đó. Lạ chỗ nào? Dễ thương đến lạ. Vậy đâu lạ? Đường chứng môn, không ngờ cô còn biết gãy đàn đấy. Ta đâu có biết, ta chỉ thử đại thôi. Vậy sao cô có thể gãy lên tiếng lòng trong ta? Tiếng lòng? Đó là gì? Ở đâu vậy? Ở đây. Ở đây à? Sao chẳng có tiếng gì? Tiệm đàn lão Vương mua bán công bằng. Sư phụ, người không sao chứ? Ta không sao. Tiếp theo phải xem con rồi. Sư thúc võ nghệ cao cường, pháp thuật tinh tường, dốc sức cống hiến cho đường môn ta nhiều năm. Ta đã cùng các trưởng lão đề cử sư thúc lên làm trưởng môn mới. Giờ đây mọi việc trong đường môn vẫn chưa xác định. Lệnh bài trưởng môn lại rơi vào tay kẻ cắp. E là ngôi vị trưởng môn này sẽ khiến người ta ngày đêm mất ngủ. Sớm muộn gì đường Vô Yên cũng phải đền tội. Mong sư thúc lấy đại cục làm trọng. Đã vậy, nếu ta còn từ chối vị trí trưởng môn này thì là bất kính rồi. Đẹp thật sao? Ta vẫn thấy bộ màu vàng đẹp hơn. Đâu có, ta thấy bộ hồng này hợp với da cô hơn. Nhưng ta thích bộ màu vàng kia hơn. Người nói xem, thích bộ màu vàng à? Có phải ta tiêu nhiều tiền lắm không? Sư phụ, lấy cả bộ vàng đi. Tiểu sư thúc, cô còn muốn lấy bộ vàng không? Ôi trời. Chính chỗ này, tiểu sư thúc đang ở bên trong. Đường trưởng môn, cô có biết đây là chỗ nào không? Đây là nơi then chốt cho quyển đường đường môn ta lập ra, dùng để liên lạc giữa các nhánh với nhau. Có vấn đề gì sao? Đây rõ ràng là nơi trăng qua liên lạc chuyện gái trai. Một người thuộc chính phái như ta, dù có bị cô đánh gãy hai chân cũng không thể bước vào đây một bước. Chẳng phải lão lạc đầu đây sao? Người ta vì ông mà đêm không chớp mắt, hồn phách trên mây đấy. Lần trước đi rồi, ông cũng chẳng đến gặp người ta. Ghét ghê, ghét ghê. Được rồi, được rồi. Được rồi, lần này đến phòng của người ta rồi ôn lại chuyện cũ nha. Người ta nhớ ông lắm đó.
áp lực quá đi. Đến đây, ta đi thư giãn chút đây. Mau lên nào, đi nào đi nào. Người người, cứ từ từ, người. Đến đây nào, đến đây, vào đây chơi đi. Đến đây, được, lâu rồi không đến chơi đó. Chàng bảnh trai, chàng ta đẹp trai thật đó. Để ta xem nào. Ngượng hả? Đừng dậy. Đến đây nào, mau đến đây, tiểu nương tử ơi. Cô là ai? Làm gì đấy hả? Hai người đang làm... Xin lỗi, hai người họ lạ quá. Đang làm gì thế? Đấy gọi là chuyện nam nữ vui vẻ. Bên ngoài đường môn chỗ nào cũng thế. Chuyện nam nữ vui vẻ, cô đừng làm phiền người ta. Sao sư phụ ngươi đi ôn chuyện lâu vậy? Có phải ông ấy xảy ra chuyện rồi hay không? Danh mới có vấn đề đấy. Cô không hiểu đâu, ông ấy tự có sắp xếp. Bánh phấn hoa thông. Tỷ tỷ ơi, cô có thể ngừng nghỉ một chút được không? Nhưng mà ta đói rồi, không ai bưng lên cho ta thì thôi. Ta tự đi lấy cũng không được. Đó mà lấy hay sao? Đấy là cướp. Cô muốn ăn thì tự mua đi. Vậy còn phải tốn tiền hả? Trước đây ở đường môn ta thích ăn gì thì ăn đấy. Sao ta ở đây thì không có ai cho ta ăn? Đó là vì cô ở đường môn, mọi người đều nghe theo lệnh của cô. Cô xem trong phường kịch này, ai biết cô là ai chứ? Ngươi. Đúng vậy, ai thèm coi ta là trưởng môn đường môn chứ. Thực ra ấy mà, ta nói cô cũng là muốn tốt cho cô thôi. Là một trưởng môn thì phải có dáng vẻ của trưởng môn. Chỉ khi bản thân mạnh mẽ thì mới bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Vậy ngươi có người muốn bảo vệ không? Có chứ. Ai thế? Tiếp theo phải xem con rồi. Cô đó, ngươi nói linh tinh, ta chẳng cần ngươi bảo vệ. Được rồi, cô đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Ta hỏi này, cô đến trấn Bạch Long không chỉ để xem kịch đúng không? Ta đến trấn Bạch Long để tìm tiểu sư thúc của ta. Bây giờ cả đường môn chỉ có người mới có thể ra mặt thay ta. Ra mặt? Ra mặt gì? Tiểu sư thúc kia, người đến rồi. Tiểu sư thúc, ảo thuật mà người đời hay nói chính là vài thuật pháp hư ảo, đánh tráo lẫn lộn thật giả. Hay quá, hay quá, hay quá, kỳ diệu quá. Nhưng trong mắt ta, nó là một cách tuyệt diệu để thỏa mãn dục vọng trong lòng người, bù đắp nuối tiếc trong đời. Đẹp quá. Đúng thế, chưa được xem bao giờ. Thì ra đây chính là ảo thuật. Tạm thôi, đây chỉ là vài thuật che mắt lừa con nít thôi. Ảo thuật của tiểu sư thúc sao những kẻ phàm phu tục tử như ngươi có thể phát hiện dễ dàng được? Trừ phi bắt
được con đó rồi. Nhìn kia, nhìn kia, mau lên mau lên. Còn nữa, mau lên. Đỡ ta, cho ta. Chuyện gì thế? Mất rồi, bên kia thì sao? Bên kia, nhìn kia, được quá. Tiểu sư thúc, chẳng lẽ đến người cũng muốn giết con? Đã là đệ tử đường môn thì nên tuân theo số trời. Nếu gặp kẻ ác cứ giết, không cần hỏi lý do. Vô Yên, ta đưa con về đường môn từ nhỏ, ắt con phải biết đạo lý, giết một người để cứu ngàn người. Đây là ân oán giữa ta và đường môn, ngươi chạy trước đi. Lại đây. Sư thúc, tại sao như vậy hả? Môn quy đã quy định, đất trời này không còn chỗ cho ngươi. Không phải con, ngươi phải tin con chứ. Điều đường phi ta hối hận nhất là đã tin tưởng ngươi, nên ta mới ngu ngốc đến nỗi đưa ác tặc như ngươi vào đường môn, để ta trung thành cả đời này. Vô tâm quyết, được lắm. Hôm nay ta sẽ kiểm tra ngươi cẩn thận. Phản ứng vẫn chậm như thế, không chút tiến bộ nào. Đứng dậy. Tư chất ngu dốt.
chỉ có sức mạnh thôi thì ra thể thống gì. Làm lại. Đứng dậy đi. Kêu căng ngang ngược với người trong môn là trưởng môn mà không có thành tựu gì. Ngươi có tài đức gì mà sư phụ lại truyền vô tâm huyết và lệnh bài trưởng môn cho một kẻ như ngươi chứ? Sớm biết như vậy, khi đó ta nên để ngươi vùi mình trong biển lửa cùng cha mẹ ngươi. Từ nhỏ con đã không có cha mẹ. Trước giờ con đều coi người là người thân của mình. Chỉ đáng tiếc trong mắt của ta, ngươi chưa bao giờ là người thân. Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, sư thúc, sư thúc à, có phải ta bây giờ nhìn rất tệ hại không? Dạ không. Tiểu sư thúc, trong mắt Vô Yên người xinh đẹp nhất. Thật không ngờ lại có một ngày phải quyết đấu sinh tử với A Yên. Tiểu sư thúc, người sẽ không chết đâu. Cô xin lỗi người. A Yên đã lớn rồi, không còn là tiểu cô nương nữa rồi. Con đường sau này phải chú ý nhiều hơn đó, không thể lại bất cẩn như hôm nay. Dân ạ, tất cả đã kết thúc rồi. Đệ tử đời thứ sáu của Đường môn, Đường chủ Hoang Đường Đường Phi, tận lực cho đến nay, không hổ thẹn với Đường môn. Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc. Này, cho cô đó. Nhớ lần đầu gặp tiểu sư thúc, sư thúc đã cho ta một miếng bánh phấn hoa thông. Bánh phấn hoa thông này nếm thử không ngọt, cắn cũng thấy cứng, nhưng ta vẫn luôn nhớ mùi vị của nó. Chẳng phải ngươi nói không thể lấy đồ của người khác à? Ta có lấy đâu, mà là trộm.
Ta nói thật cho cô biết nhé, từ nhỏ ta theo ông ấy chẳng học được gì, chỉ học được trộm đồ. Nói mãi quá ra người chỉ là tên trộm giặc à. Một tên trộm giặc và một ác nữ cũng xứng đôi đó. Đều nói mắt âm dương này có thể nhìn được quá khứ và tương lai. Vừa nãy rõ ràng tiểu sư thúc có thể lấy mạng ta, tại sao sư thúc lúc nào cũng nương tay? Ta rõ ràng chính là kẻ đại ác mà mắt âm dương nói đến. Từ nhỏ tới lớn, ta đi theo sư phụ đi đây đi đó, gặp không ít kẻ ác. Cô ấy à, còn kém xa. Nhưng ta đã hại chết người thân nhất của mình. Có thể động thiên nghi đó hoàn toàn đúng. Có thể ta chính là kẻ đại ác đó. Có thể ta chính là, có thể không hề có thiên mệnh gì hết. Sở thần ta trước nay không tin những thứ mơ hồ như thế. Ta chỉ tin vào bản thân của mình. Hay là thế này đi, hôm nay chúng ta ở đây cùng ước định, từ nay về sau bất luận thế nào cũng không giết một người nào nữa. Ta giúp cô chứng minh cái động thiên nghi đáng chết đó sai rồi. Thế nào? Quắt tay nào, quắt tay đóng dấu. Những lời chúng ta vừa nói đã tính rồi nhé. Từ nay về sau ta trông chừng cô. Ừ, thực ra ta không định làm phiền hai người, nhưng hãy cho phép người ngoài cuộc ta hỏi một chút nha. Người ngoài kia là ai vậy? Cô ta đến tìm ta đấy. Hai người không phải đối thủ của cô ta, cứ để ta đối phó cho. Cô không sao chứ? Cô sao rồi? Tại sao mỗi khi ta niệm vô tâm huyết, chân khí trong người lại đảo ngược, tim như bị dao đâm? Trước đây có thế không? Tiểu cô nương, từ lúc cô bước vào khoảng sân này, cô cũng không nhìn ta một cái. Cô cũng quá coi thường lão già này rồi. Tiền bối, ông rốt cuộc là ai vậy? Đại soái Dạ Lưu Hương, uy danh động tám phương. Quá ra ông chính là tiền bối Sở Lưu Hương. Thiếu một chút thì tại hạ Sở Dạ Lưu. Tiền bối Dạ Lưu, ông chắc chắn đối lại được chứ? Đối phó với cô ta, ta dư sức. Ông già, cứ để cô ta cho ta. Lúc nãy ta không để ý, bị cô ta đã thương cánh tay. Lần này ngươi đừng hòng ra tay. Tiền bối, ông thế này là tình nhóc thối. Ngươi bảo vệ ta cả đời rồi, lần này ta cũng nên bảo vệ ngươi một lần chứ. Tiền bối, đưa nó đi đi. Đi. Thank you.
Nhìn bên ngoài ngươi lạnh lùng, nội tâm lại nhiệt tình như lửa. Con người không thể nhìn mặt mà bắt hình dung nhỉ? Sử thần, sử thần. Sử thần, ta muốn về nhà. Sử thần, sử thần, ngươi không được ngủ, ngươi ngủ là không tỉnh lại được nữa đâu. Sử thần, chẳng phải ngươi muốn về nhà sao? Nói cho ta hay, nhà ngươi như thế nào? Sử thần, nhà của ta ở dưới chân núi Nhạn Đản, bên bờ Lăng Thủy. Nơi đó một năm bốn mùa đều là mùa hạ. Bọn ta cứ rảnh rỗi lại thích ra sân nằm ngủ, sưởi nắng. Cứ nằm sưởi thế, đến lúc ăn cơm, ông già Thối nấu cơm ngon lắm. Mỗi khi ăn cơm, ta đều xông lên đầu tiên. Ông ấy thường mắng ta là con ma đói. Cả đời này đã định sẽ ăn đến tán gia bại sản nhà ông ấy. Sở thần,
lâu ngoại lâu. Lấy được đồ rồi à? Vẫn chưa. Thế mà ngươi cũng dám quay lại đây? Lệnh bài chưởng môn này là chìa khóa mở động thiên nghi. Bát âm dương mà cô cần đang ở trong đó. Chơi vui không? Ta tặng muội. Dạ được. Quỳnh xem. Chúng ta có chút bạc này rồi. Bọn trẻ sau này không phải đi trộm tiền nữa. Bọn chúng không giống chúng ta. Chúng nên sống tốt hơn ta. Các hạ, miếng bánh phấn hoa thông này là cậu thanh niên đó để lại. Cậu ấy dặn dò lão nô nhất định phải đưa cho cô. Quỳnh ấy còn nói gì nữa không? Được, ta biết rồi. Bây giờ cả ngày chỉ uống rượu. Lão lạc đầu kia đâu? Nghĩ kỹ đi. Làm người tốt không dễ thế đâu. Có thể đưa tiền cho ngươi, nhưng ta còn có một việc. Đồng ý. Ngươi không hỏi đã đồng ý rồi. Sở thần, Quỳnh định đi đâu thế? Quỳnh phải đi làm người tốt. Quỳnh nhận lời người khác rồi. Quỳnh đi bao lâu mới quay lại? Nếu nhanh thì 2-3 ngày. Còn nếu chậm, ở nhà phải nghe lời ông, không được đánh nhau, cũng không được trộm đồ, biết chưa? Dân ạ. Ngươi vẫn sống mà đến đây được. Xem ra sự thúc đường phi của ngươi cuối cùng vẫn chọn ngươi, chứ không phải mất âm dương. Nghĩ đi nghĩ lại, không ngờ chúng ta lại gặp nhau bằng cách này. Đúng là đã lâu không gặp. Như ý sư thúc, trước khi ta rời khỏi đường môn, ngươi vẫn chỉ là một tiểu nha đầu, mới 5 năm mà đã lớn như vậy rồi. Cho nên người ám sát người của đường môn quả thật là người chính là tại hạ. Không biết chữ môn
có gì sai khiến? Ngươi... ngươi đã động lòng. Nếu cậu thi triển vô tâm quyết, chỉ có con đường chết thôi. Tại sao lại thế này? Cơ thể ngươi thuần âm, chỉ cần có thể nhìn thấu ải tình, thì ngươi bẩm sinh chính là lựa chọn tốt nhất để luyện vô tâm quyết đến cảnh giới viên mãn. Cho nên sư phụ mới nhọc lòng giữ ngươi trong đường môn, tránh xa khổ đau tình ái. Chỉ đáng tiếc ngươi đã gặp hắn. Trong mắt hắn, sự tu luyện bao năm của ngươi chẳng qua chỉ là một hòm bạc mà thôi. Không phải, sở thần không phải người như thế. Ngươi nói bậy. Quan đường, đường môn coi ngươi là kẻ đại ác, dồn ngươi vào bước đường cùng. Ngươi lại còn cải thay tên trộm đó. Việc khẩn cấp bây giờ là ngươi cùng với lâu ngoại lâu của ta đánh về đường môn quỷ đi mắt âm dương đó. Đừng hòng. Dù có chết, ta cũng sẽ không phản bội đường môn, giống như ngươi. Tục trung đường môn, hành hiệp thế gian, chu ác hộ đạo, thu mệnh ư thiên. Ngươi thực sự cho rằng một cái đường môn tầm thường có thể đại diện ý trời sao? Ngươi cho rằng bọn họ diệt trừ hết kẻ ác trên thế gian này thì thế gian sẽ không còn kẻ ác nữa hay sao? Ngươi nhìn bọn họ đi. Tên bọn họ đều từng xuất hiện trong danh sách của Tư Mệnh Phường, vốn phải bị người nhận nhiệm vụ ám sát, mang tiếng ác mà phải chết. Nhưng họ, có ai đã từng làm chuyện đại ác? Còn cả ngươi, ngươi không ngần ngại hy sinh bản thân để cứu tên trộm đó. Ngươi cũng là kẻ ác. Thiên hạ này làm gì có kẻ đại ác? Chỉ có mấy kẻ đáng thương các ngươi bị mắt âm dương đó sắp đặt sống chết mà thôi. Là mắt âm dương, nó giả danh ý trời, khiến đường môn ta đối địch với thiên hạ. Sư phụ truyền ngôi chưởng môn cho ngươi cũng là muốn giao tương lai của đường môn cho ngươi. Chỉ có nó mới có thể hủy được mắt âm dương. Chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ đường môn. Chưởng môn ở trên, xin hãy dẫn dắt thuộc hạ giúp đường môn ta quay về chính đạo. Xin giúp lâu chủ một tay. Người, các người, đường như ý, đường vô yên. Đường sư, cuối cùng người cũng được như ý nguyện rồi. Ta thật sự vui thay người. Năm năm nay sư muội cũng không phút giây nào dám quên sư tỷ. Nếu không phải chỗ giết ngươi, ta cũng muốn cùng ngươi từ từ ôn lại chuyện cũ đấy. Vị trí trưởng môn của ngươi ngồi vững đó chứ? Nhưng hình như sư tỷ lần này đến hơi vội vàng rồi. Thank you.
Đợi một lát. Xong ngay thôi. Hắn ta làm sao vậy? Hắn ta vào bằng cách nào thế? Đúng vậy, xong rồi đó. Đại công cáo thành. Đây là cái gì? Phục quả lôi của đạo môn. Không tồi, biết cả phục quả lôi. Không ngờ tay nghề của lão già lại đến được tay đường môn các người. Phục quả lôi này gặp lửa là nổ, quy lực cực mạnh. Hắn muốn làm gì? Quan trọng hơn là nó rất nhẹ, chế tạo đơn giản, dễ mang theo. Hơn nữa nhắc đến tên sở thần ta còn có thể được giảm giá. Tiểu tử thối, ngươi muốn giở trò gì? Đợi một lát ngươi sẽ biết thôi. Là Tư Bệnh Phường, mau đi. Rõ. Đi. Năm năm nay ta ngày đêm mong ngóng, ta phải dùng đầu của ngươi để bố cáo bàn dân thiên hạ. Đây chính là kết cục khi ngươi chống lại đường môn. À không, là chống lại ta mới phải.
Đường môn của ta, đường môn của ta, đường môn của ta, đường môn của ta. Chuyện này là sao? Làm sao vậy? Dù yên, là vô tâm quyết. Mười mấy năm nay, ta luôn nghĩ rằng nếu như cha mẹ ta không chết, liệu ta có giống như những bé gái bình thường, đọc thơ, chơi cờ, soi gương, trang điểm, đến tuổi xuất giá sẽ tìm một người tốt bên nhau đến cuối đời không? Đồng thời, ta cũng lại nghĩ, ta nên làm gì với những kẻ đã ép cả nhà ta đến con đường cùng? Bây giờ cuối cùng ta cũng tìm được đáp án rồi. Đường Vô Yên, con muốn làm gì? Đừng để mắt âm dương mê hoặc, con tỉnh lại cho ta. Đường sư sư thúc, người nói xem, thứ ta nhìn thấy rốt cuộc là thật hay giả đây? Là thật. Đường sư, là thật. Cha mẹ ngươi chính là kẻ đại ác mà người người đều muốn giết. Mắt âm dương không thể sai được, vĩnh viễn không sai. Đường Sương, con không thể giết cô ta. Chỉ cần con giết cô ta, nghiệp chướng sẽ không thể dừng lại được. Con sẽ thực sự trở thành kẻ đại ác. Là mắt âm dương, nó muốn mượn tay con quỷ quại đường môn. Thứ con nhìn thấy đều là ảo ảnh do nó tạo ra. Đường Sương đang khích con rơi vào ma đạo. Ta vẫn nhớ bộ dạng lạy lục xin tha. Đường Sương, ngươi im miệng cho ta. Của họ trước khi chết, nhưng ta không chút thương xót họ. Dù yên, những gì Đường Sương nói đều không phải là sự thật năm đó. Con mau dừng tay. Người giết ta đi. Người giết ta thì có thể báo thù cho họ rồi. Vô Yên, đừng mà. Thank you.
Ta từng nói ta sẽ giúp cô chứng minh ý trời đáng chết đó là sai. Từng móc tay, cô không được nuốt lời. Từ nay về sau, ta sẽ canh chừng cô. Sử thần, Sử thần, chuyện này là thế nào? Ta đã làm những gì? Sử thần, cô làm được rồi, cô đã thành công rồi. Không, ngươi sẽ không chết đâu. Không sao đâu, đều đã qua hết rồi, đều qua hết rồi mà. Sử thần, Sử thần, ta không thể lại mất ngươi lần nữa được. Dù sao đi nữa, một tiểu tặc như ta, sống hay chết cũng không quan trọng gì. Không, trong lòng Vô Yên, ngươi không phải tên tiểu tặc. Vậy ta là cái gì? Là cái gì của cô? Ngươi là, ngươi là, là gì? Ngươi là, là gì? Rốt cuộc cô có nói hay không? Ngươi trêu ta, còn không đi tìm đại phu chữa trị. Không sao chứ? Ta e là sẽ có chuyện thật đấy. Đi, ta đưa ngươi đi. Chậm một chút. Bên này. Ôi trời ơi, cẩn thận. Không ngờ được Vô Yên dựa vào tình cảm vượt qua giới hạn của Vô Tâm Quyết, quá giải trận pháp mắt âm dương. Ngươi mượn mắt âm dương tạo nên ảo ảnh, kích động nó giết người, ép nó trở thành cái đại ác thực sự, giống không phải chính nghĩa của Đường Môn. Ngươi không giết ta, mắt âm dương đã bị hủy. Ngươi u mê đã lâu nên tỉnh táo lại rồi. Ngươi đem thiện ác giao phó cho mắt âm dương, lại quên rằng vận mệnh thực ra luôn do bản thân mỗi người nắm giữ. Đường Môn trước đây không còn nữa, nhưng Đường Môn mới không thể không có ngươi.